À, chào các bạn. Trước mặt các bạn là cái thành phẩm cá kèo kho chay mà bà Sáu vừa làm xong. Bây giờ mời các bạn xem cái quy trình cũng như công thức làm món này như thế nào nhé. Dear our friend, in front of you is the finished product of vegetarian gobi fish, Mr. Sid just made. Now we invite you watch how to make this recipe. Để làm món gì ăn, tính làm món gì ăn vậy? Để đem vô xào ha, mình xào bún, mình làm bún làm mì, mình xào bỏ đậu vô mình chế cho mình ăn. Dạ, lấy cái trái hái đi. Bên kia. Đây nè. Chào các bạn, hôm nay mình làm món cá kèo kho chay. Thì mình còn những thứ sau đây. 2 pound đậu hũ mình cắt ra miếng miếng này mình chiên nè. Đó, miếng dày mình phải cắt ra. Đó. Cắt cũng như cái que khoảng cầu lót tay vậy đó. Rồi 40 gram rong biển. Miếng lớn á mình phải cắt miếng về lại gói nè. Mà mình cần một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột nêm chay, 1/3 muỗng muối, 1/3 muỗng tiêu cà phê đó, 1 muỗng cà phê dầu ăn, nửa muỗng dầu hào chay nè, 1 muỗng canh hành tím băm, 3 muỗng canh xì dầu. Chút nữa mình sẽ lấy ra một ít còn mình đây là kho. Và 1 muỗng canh đường cát. Đó. Rồi 3 pound đậu đây. Chút xíu nữa mình lấy ra một nửa mình để mình luộc mình ăn với lại cá chay kho tiêu đó. Đó. Rồi đó. Mình luộc. Rồi có một ít nước đây mình lát nữa mình nhúng cái rồng biển đó, mình sẽ cuốn lại. Thì bây giờ mình sẽ trộn gia vị vô trong cái tàu hũ. Đây là cái tàu hũ như vậy nè. Rồi mình cắt đứng miếng á. Vậy là mình chiên ra. Mình chiên ra mình để gói các bạn. Thì bây giờ cũng dễ thôi. Bây giờ mình sẽ trộn vô nha. Trộn gia vị vô đây. Đây. Bây giờ mình sẽ cho gia vị vô. Bây giờ mình sẽ cho tàu hũ nè. Tay rửa sạch rồi ngang bảng. Đây. Rồi mình sẽ cho bột nêm, đường, muối, bột tiêu rồi. Vô đây. Rồi mình cho ít dầu vô nè, muỗng cà phê dầu. Rồi mình cho dầu mè vô, dầu hào vô đây chứ là 1 muỗng xì dầu. Rồi mình sẽ cho vô đây trộn nè cho nó thấm á các bạn đó. Rồi giờ mình trộn lên. Đây. Tại vì không phải có hắc xì dầu ở nhà mình hết rồi. Bây giờ mình sẽ cho nước tương cũng được. Đó.
Nếu mà có hắc xì dầu nữa thì cái miếng đậu thì nó cũng giống giống như cái nước màu mình kho cá tiêu các bạn. Mà mình hôm nay mình thiếu cái đó. Không, bây giờ mình có cái nào mình làm cái đấy. Chứ tại vì hôm qua, chiều qua mình ra mình hái một đậu á. Đậu nó lớn rồi nhiều đó, thành mình xái vô đó sẵn là hôm nay mình sẽ làm cái món cá kho tiêu. Cá chay kho tiêu đó mình đang chay luôn, thuận tiện vậy rồi đậu á mình luộc vô rồi ăn với cơm đó. Thành hôm nay mình sẽ làm cái món món chay nè, cá kho chay. Thì bây giờ để cho nó thấm rồi, để cho nó thấm một xíu xíu đi rồi mình sẽ cuốn. Bây giờ mấy cái đây thì mình để qua một bên, để chút xíu nữa mình qua cái bếp mình sẽ kho tiêu đó. Thì bây giờ mình trộn đây cho nó thấm đây. Rồi bây giờ mình sẽ lấy rồi mình cuốn. Cái này mình sẽ cho có một miếng nước này đây. Uống nước này để mình thấm cho nó cuốn cho nên nó dính cái mí vô các bạn. Đó. Cái mí rong biển á nhiều khi nó khô nó dành dánh ra, mình phải làm lại cho nó dính á. Thì bây giờ mình sẽ lấy đồ ra cuốn nè. Đó. Đây. Mình chuẩn bị đồ cuốn. Đây. Rồi bây giờ mình cuốn như là cái rong biển đây nè các bạn. Đó. Mình sẽ cho chút nước vô đây cho nó mềm mềm đó. Mình dễ cuốn. Thì bây giờ mình để miếng ra vậy nè. Đậu vậy. Thì mình sẽ cuốn vậy nè. Đó. Mình cuốn vậy thì đây là cá nè. Đó. Giống con cá kèo không? Đây nè. Đó các bạn. Giống cá kèo không? Thì đó. Thì mình giờ cứ tiếp mình cái làm vậy đây. Thì mình cứ cho thấm chút xíu nước nè, sợ nó giòn, cái rồng biển nó giòn nè các bạn. Đó. Thì mình cứ tẩm chút xíu nước thôi. Bây giờ mình cuốn. Đây. Thì mình cuốn như vậy. Mình sẽ lòi ra cái hai bên nó giống giống con cá kèo. Đó. Đây nè. Thấy không? Đó. Bạn thấy không? Đó. Đó. Thì với lại hôm nay á mùng 1 nữa mình sẽ làm cái món này mình ăn chay luôn. Chiều hôm qua mình ra mình hái một mớ đậu đó, đậu que cả. Nó lớn nhiều quá thôi hôm nay sẵn mình sẽ làm một cái món chay luôn, làm cá kèo chay. Ăn với lại đậu mình luộc ra đó mình ăn với cá kèo đó. Giờ mình cuốn còn xong rồi các bạn, đây còn xong rồi mình sẽ đem qua bên cái lò kia, mình cái bếp á mình chiên sơ rồi bắt đầu mình phải kho tiêu đây. Mình gói đây còn mấy cái nữa xong ạ. Đây. Mình nước mình thấm cho sơ vậy, sợ cái rong biển nó giòn giòn á, mình phải thấm cho nó sơ chút xíu nước. Bây giờ mình cứ cuốn tiếp vậy. Đây. Mình còn mấy cái nữa là xong đó, xong rồi qua mình sẽ kho tiếp. À. Đây. Mình sẽ qua bếp mình sẽ chiên sơ sơ rồi bắt đầu mình sẽ kho mà kho tiêu mà đây xong đây. Còn cuộn nữa là xong rồi. Bây giờ các bạn thấy không, đó nó không giống cá kèo như vậy đâu.
cũng hay. Thấy nhiều cái thấy cũng hay. Tự nhiên rong biển cuốn về cái kho tiêu y như các kèo thôi chứ ngon rồi. Thấy không? Nhiều cái mình thấy cũng hay á các bạn. Đó. Mấy hôm con mình hồi trước bên kia tiểu bang khác nó về nó cũng ưa đặt cái thứ này các kèo nữa, nó đem qua bến nó ăn á, ăn chay á. Đó. Thì mở về đây nè, xong rồi các bạn. Đó, thấy không? Đây. Rồi. Có một món các kèo kho tiêu rồi mình ăn với cơm. Với mình cá đậu que đó hôm qua mình hái vô một thau đậu que á. Tại vì giờ là sẵn hôm nay mình mùng 1 nữa. Mình sẽ làm cái món chay luôn. Mình vừa ăn chay. Đó, mình sẽ kho cá luôn, làm cá kho chay rồi tiêu. Mình ăn với đậu, với cơm. Vậy trong cái gì các bạn, mình làm vậy đơn giản thôi. Không, không có cầu kỳ hết. Đó. Bây giờ mình cái chiên này là mình sẽ vớt ra. Bây giờ bữa sau bữa nay bà Sáu làm cái món ăn chay là tôi có cái ý kiến này ha, muốn hỏi cộng đồng mạng góp ý luôn. Cái vấn đề này, cái món chay này có lần cách đây cũng 5-6 năm rồi, có dịp tới chùa trong cái ngày rằm hay mùng 1 gì đó, tôi có đặt vấn đề nói hỏi sư trụ trì ở chùa đó là cái món ăn chay mà lấy cái tên của cái món ăn mặn để làm ăn chay và cái đúng hay sai. Tại vì tôi nghĩ là mình ăn chay mà cái tư tưởng của mình là cũng ăn mặn, vậy là không đúng rồi. Đó, thì nhưng mà hôm đó tại đông quá, tôi hỏi vậy chứ thiệt ra cũng không để ý ông thầy trụ trì đó, ông giải thích, ông nói làm sao mình cũng nói. Thì ở đây cộng đồng mạng góp ý nha, vậy đúng hay sai. Nếu mà ăn chay thiệt chay là muốn ăn chay đặt cái món ăn chay thôi, chứ đừng có lấy cái tên của món ăn mặn mà làm món ăn chay là cái mình. Bây giờ mình cái chảo đây mình đổ dầu ra hết rồi, giờ mình tra lại 2 muỗng dầu nè. Rồi bây giờ để mình phi cái hành đó. Rồi. Dòng đóng mình cho hành. Còn mình sẽ luộc. Cái luộc đậu đây. Mình nước sôi mình sẽ luộc đậu rồi để mình ăn với lại kho chay. Kho các kèo chay. Giờ mình cho hành cho nè. Cho hành cho phi cho nó nhiều cho thơm. Đây, mình lấy hành mình thay thế cái củ ba rô á. Bây giờ mình khi cho nó thơm rồi mình sẽ cho cái kèo vô. Giờ nước dặn nước sôi lên mình sẽ cho đậu cho mình luộc luôn. Đó, một món rau để chấm với các kèo kho các bạn. Cái kèo kho chay nè, chứ ngon lắm á. Đó. Đây. Phi hành vô. Để cho nước tương xì dầu để nó thơm á, để cho nó vàng cái đây bắt đầu mình sẽ cho vào. Rồi nước bên kia nó sôi rồi mình cho đậu nữa nè, cái đậu cho mình luộc, đậu mình hái ở ngoài sâu á, hôm qua mình hái nhiều lắm á các bạn ơi, giờ mình luộc nó ít rồi mình ăn đó, ăn với cơm, với mắm cá kho, ăn với cả cá kho nữa. Đó. Bây giờ mình sẽ cho đậu vô đây. Nước sôi rồi, để cho đậu. Đó. Có ăn món buổi trưa ăn cơm đó. Rồi. Rồi. Giờ
cái bên này á thì mình phi nè, mình tới thơm có phi hành đậu xài phi hành cho nó thơm đây, rồi mình cho nước tương dầu đó để cho vàng chút cho nó ngon. Cho 3 muỗng canh dầu nè, mình cứ rất lâu rồi tôi có nói chuyện vui vui chơi, tôi nói cái bà Sáu này là bả làm bả không mệt á, từ cái hồi kia đầu tiên là để tên là cái kênh là bà Sáu Vlog, nhưng mà tôi muốn đổi tên lại là bà Sáu Inox, bà cứng quá đi. Rồi có mấy người bạn bên Việt Nam gửi comment là đồng ý với cái tên đó đó. Bây giờ mình cho nước tương à, đó kêu bà bằng bà Sáu Inox, nhưng mà cách đây chừng mấy ngày có người nước ngoài người ta để comment comment biết người ta nói gì, kêu bà Sáu bằng bà Sáu Golden bà Sáu, tức là bà Sáu bằng vàng đó. Bây giờ mình cho nêm, một nêm muối đường, rồi mình cho đường đây mình cho nó ngọt ngọt đó, coi thử nêm nếm thử nó vừa ăn phải cá. Cá thì kho tiêu phải ngọt ngọt các bạn, ngọt ngọt mặn mặn nó mới ngon đó. Thì rồi bây giờ để mình để cho nó thấm coi thử nước sao, mình coi cái sông đậu đây đó. Mình nên nếm lại thử nó ngon không, ngon các bạn, cho nó ngọt ngọt chút xíu đi, cá kèo rồi phải cho ngọt ngọt tôi kêu. Cho chút xíu cái này phải cho chút xíu nước coco vô đây cho nó ngọt chứ ngon. Thì bây giờ mình sẽ cho nước coco vô nè, nãy mình quên. Mình sẽ cho vô một miếng nước đây. Đây mình sẽ cho một miếng nước coco nè. Đây, cho nửa lon. Rồi, nước dừa, nói nước dừa, cái coco, cái tan. Nước dừa thì coco. Đó. Thì bây giờ mà mình sẽ cho vô cho nó ngon mà nó thấm mà bắt đầu mình sẽ cho cá vô ngon. Đó. Cái món này thôi cho. À, thấy không đó. Vừa ăn ngon lắm. Ngọt ngon các bạn đó. Bây giờ cái xong đậu đây là xong đây. Trưa nay là có một món rồi đó. Bây giờ đây, để nó sôi rồi mình sẽ cho vô nè, cái kèo vô. Rồi, giờ mình sẽ cho cá kèo vô nè. Đó. Đây. Thấy cũng hấp dẫn chứ các bạn. Cá kèo, cá tiêu. Đó. Đây. Đó, cá xong rồi đó, chảo rồi đó. Rồi bây giờ mình cứ cho nó cái thấm đi. Nó sôi nó thấm cái nó kêu lại là có đó, thấy chưa các bạn, thấy không đó, ngon nghe đó, ngon chưa. Rồi để cho nó sôi nó thấm chút xíu đây rồi không. Rồi cái món này kho cũng 5 phút rồi thôi, chứ mấy nó rim rim một chút xíu vậy là xong rồi đấy. Rồi bây giờ mình múc rồi xong rồi, thấy các bạn thấy không, đẹp không đó, vậy là có là đó một, rồi xong rồi. Các bạn, hôm nay mình làm cái món cá kèo kho chay xong rồi đây. Thì cá kèo kho gì cũng tàu hũ rong biển rồi mình gói lại gia vị rồi nó cũng đơn giản thôi. Mình làm cái món đơn giản nha các bạn ơi. Thì cái món này mình ăn với cơm nè.
Rồi cũng có cơm trắng đây với có một dĩa đậu mình cắt ra mình luộc đó. Thì đậu chấm với cá kèo ăn với cơm là ngon lắm các bạn ơi, phải không? Đó. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món đây xong rồi đó mình mời các bạn đi. Đó. Thì trước nhất hơn mình cảm ơn các bạn nhiều hơn. Không có gì hết thì mình chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Thì hôm nay thì mình hẹn lại cái clip sau. Ok, kênh Kiều các bạn. Cảm ơn. Nói như các bạn thấy là cái quy trình, cái cách thức làm cũng như công thức bà Sáu đã trình bày và đã làm xong rồi đó, thì cũng dễ dàng thôi. Cái này kêu cá kèo với thực tế là cái món tàu hũ chiên quấn với lại rong biển, và chiên coi như kho, món kho này thôi, vừa chiên vừa kho đó. Thì hầu hết những cái đồ này đó thì bà Sáu đã làm như đậu hũ đó, thì hồi hôm bà Sáu làm từ chiều hôm qua đó, rồi cắt ra chiên, lấy đậu nành làm, rồi đậu đậu hòa lan này nọ đó thì cũng ở ngoài vườn lấy vô thôi. Chỉ có đồ gia vị thì phải mua, như rong biển thì phải mua. Đó thì như vậy các bạn thấy là làm đơn giản, nếu mà mình ra ngoài mình mua về mình làm quá quá nhanh quá dễ đi. Nhưng mà bà Sáu bà là chịu khó bà làm vậy, thành cái thời giờ mình làm từ đầu tới cuối nó cũng kéo dài, mất nhiều thời giờ lắm chứ không phải đơn giản đâu. Thì cái món này là món ăn chay, các bạn hãy làm và thưởng thức cũng dễ thôi. Như thường lệ thì chúng tôi cũng cảm ơn cộng đồng mạng đã quan tâm theo dõi, xem những video của bà Sáu Sáu làm. Thì chúng tôi trước khi chia tay, chúng tôi cũng chúc các bạn mọi sự may mắn, an lành, an khang, thịnh vượng, mọi tai qua nạn khỏi trong cái mùa dịch bệnh này ha. Xe ngựa đã sẵn sàng, chuyển tải hàng lên cái món này lên cho các bạn. Trong giây phút thì các bạn sẽ nhận được ha. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn. Thank you for watching.